thì tập ở tập ở châu Âu thì thời tiết khá là lạnh, khi về Việt Nam thời tiết nóng, sắp tới qua New Zealand là tập trở lại, thì ban huấn luyện đã có những cái giáo án gì để tổ chức đi với điều này? Vâng, tất nhiên là chúng tôi đã tính toán, thí dụ như các anh đã thấy đấy, vừa qua chúng tôi tập huấn tại Nhật trước SEA Games lạnh, nhưng mà về đến Campuchia rất là nóng, chúng tôi cũng bắt nhịp rất là nhanh. Đấy, chúng tôi phải có những cái để mà nó phù hợp, thế và tính toán thêm những cái buổi tập làm sao cho nó hợp lý để cho vận động viên nó bắt nhịp nhanh. Thế, ở đây ý, thì là chúng ta thì rất là nóng, như sang đi New Zealand thì là mùa đông, mùa rét, người ta rất là lạnh. Đấy, tất nhiên là từ nóng ra lạnh, từ lạnh ra nóng thì nó cũng đều có ảnh hưởng. Đấy, chứ không phải là không phải riêng đội mình và tất cả những đội khác người ta đều thế. Đội nào bắt nhịp nhanh hơn thì là sẽ tốt hơn. Ông có thể chia sẻ một chút rằng tiêu chí lựa chọn 23 cầu thủ lên đường sang New Zealand dự World Cup không? Vâng, chúng tôi tiêu chí lựa chọn của tôi thì là nó chắc là nó cũng giống như các huấn luyện viên khác thôi. Chúng tôi tính toán có một vị trí thì có thể có hai người đấy, để thay nhau, hoặc là có những vị trí có thể một người mà đá được cả hai vị trí. Chúng tôi tính toán như thế rồi rất là kỹ, và ở đây chúng tôi loại 5 cầu thủ về không phải là người ta kém, không phải vận động viên kém, mà có thể nó là trùng nhau. Đấy, và trùng nhau, và tôi ưu tiên những vận động viên nào tốt hơn thì tôi giữ ở lại. Vậy World Cup là một giải đấu mà các cầu thủ mọi cầu thủ đều muốn tham dự, về với những cầu thủ mà không có cơ hội may mắn tham dự giải này thì chú và ban luyện đã có lời động viên nào để cho họ vượt qua nỗi buồn ạ? Vâng, tất nhiên là mỗi một lần tập trung thì là sẽ có những vận động viên phải trả về. Đội nào cũng thế và lúc nào cũng thế thôi, đội nam đội nữ chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi phải động viên. Thế các bạn ấy như là trước SEA Games cũng có này, rồi tới đây ASEAN thì cũng có nữa, chung phải chỉ World Cup lại càng phải thế, tại vì cái quy định của FIFA là chỉ có 23 người thôi, không được hơn. Thế chúng tôi làm sao phải tính toán nào cho nó hợp lý để chúng ta thi đấu. Thế như mà các anh đã thấy rồi đấy, những cái trận đấu vừa qua đội tuyển nữ chúng tôi rất là thi đấu rất là đúng đấy, tức là đúng cái sức người và đúng như cái dự đoán của chúng tôi. Trong danh sách của ông thì có hai cầu thủ là Kiều Anh và Vũ Thị Hoa, vậy thì lý do vì sao mà ông lựa chọn hai cầu thủ này, và theo đánh giá của ông thì tiêu hai cầu thủ này có đến năm siêu của Kiều Anh? Kiều Anh gì ạ? Có chúng ta có 23 người bao giờ phải ba thủ môn. Vâng. Ông đánh giá như thế nào về hai cầu thủ này? Hoa thì là Kiều Anh thì hai vị trí nó khác nhau, một cái là thủ môn và một cái là tiền đạo, và tôi ưu tiên tiền đạo. Đấy, chúng ta bây giờ chỉ có mỗi Huỳnh Như, Hải Yến. Đấy, và nếu mà một trong hai chấn thương thì phải có người thay thế. Đấy, thế và có cả tôi chọn cả Thúy Hằng, không phải là Hoa nữa đâu. Đấy, tức là có 4 tiền đạo, chúng ta phải ưu tiên tiền đạo. Tại vì tiền đạo thường thường là cái vị trí mà cũng hay bị chấn thương. Thế mà nếu mà chúng ta trả về mà gọi lên thì rõ ràng là không được, không thể thay được, và không có vị trí nào để đá được và thay thế vị trí như Huỳnh Như và Yến được. Cho nên là tôi phải tính toán rất kỹ ra và được cái việc đó. Ông đánh giá đội tuyển đã chuẩn bị được bao nhiêu phần trăm, và mục tiêu cụ thể ở World Cup là liệu là có điểm hay là có bàn thắng? Vâng, tôi đánh giá bây giờ là đến gần 99%. Là đội tuyển đã chuẩn bị rất là tốt rồi. Thí dụ như vừa qua chúng tôi ở chuyến tập huấn châu Âu, chúng tôi đã chuẩn bị tốt từ ngay từ đấy rồi. Ở đây về chúng tôi chỉ có củng cố và nâng cao. Thế và những cái gì sai sót còn nhược điểm thì chúng tôi sửa chữa thôi. Đấy là một cái mà như vậy. Thế còn là đội vào cái World Cup thì mọi người đã biết rồi. Chúng ta ở cái bảng rất là khó. Không thể bây giờ chúng ta nói phải thắng Mỹ được, đúng không? Nó vô căn cứ lắm. Thế mà chúng ta phải thi đấu hết sức mình. Tôi cũng đã từng nói rất là nhiều hôm nay, và thủ tướng cũng giao nhiệm vụ chiều nay, chắc là thủ tướng cũng đã nói rồi, là gì, tinh thần phải thoải mái. Đấy, thoải mái tinh thần thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt tất cả mọi mặt. Vâng, bạn Kiều cũng đã trở lại và chú cũng thử nghiệm bạn ý trong một vài trận đấu giao hữu, thì đánh giá về cái phong độ của bạn ý thì chỉ được bao nhiêu phần trăm? Vâng, Kiều hiện nay thì nếu mà đánh giá thực sự thì cũng chưa được 100%. Đấy, chưa được 90% chứ không phải 100%, nhưng mà cái vị trí cũng là rất cần cho chúng ta. Có thể cô ấy không đá được cả 90 phút, nhưng mà có những cái phút mà chúng ta rất là cần cô ấy vào để cô ấy điều chỉnh hàng phòng ngự, cô ấy nhắc nhở.
đấy thì là tôi rất là vất cần cái vị trí của Kiệt. Câu cuối cùng nhé mọi người. Vừa qua thì tất cả các đối thủ của chúng ta đều đã có danh sách và cũng đã có những trận giao hữu, thì ban huấn luyện đánh giá sơ bộ như thế nào về những đối thủ của chúng ta ở bảng đấu này? Như các anh đã biết rồi, Mỹ thì là vô địch, vừa rồi vô địch FIFA, thế và Hà Lan thì là đứng thứ nhì đấy, và vừa rồi có một cái trận đấu mới nhất và đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha đá với nhau hòa đấy, không hiểu các anh có biết không. Tất cả những cái đối tượng rất là lớn đối với chúng ta, như tôi nói lúc nãy rồi, và chúng ta ở cái thế ở dưới hơn đấy, nhưng mà không phải chúng ta áp lực, chúng ta rất tinh thần, rất thoải mái. Như vừa rồi chúng tôi đá với Đức, tôi không muốn nói thêm nữa, tức là rõ ràng chúng ta ở cái trình độ thấp hơn nhưng tinh thần thoải mái thì chúng ta sẽ đá tốt hơn. Thế vòng chung kết World Cup tới thì thầy sẽ liệu có tạo thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Thị Hoa hay không? Cái đấy là phải tùy vận động viên đó, nếu mà thể hiện tốt thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng. Và thế còn ở đây tôi cũng nói thêm mà Hoa là cũng vào là vận động viên rất trẻ và tôi cũng nhấc lên để đào tạo, và cô ấy cũng có cái tương lai, thì chính vì thế tôi cũng là để đào tạo của Hoa sau này một chút. Và tại vì nếu mà để sắp xếp với cô ấy mà cô chưa có kinh nghiệm, còn non còn trẻ mà phải thay ra thì rõ ràng là cái tư tưởng nó bị rất là hỏng. Và các anh phải thấy được cái điều đó, chúng ta phải có cái nghệ thuật. Đấy, nhưng mà lần trước năm 97 vừa rồi, 2017 vừa rồi, tôi có kéo thủ môn gì của Hà Nội lên ấy, mà bao nhiêu người phản ứng tôi, nhưng mà tôi có sử dụng đâu, tôi kéo lên ấy, đấy, để tôi tạo điều kiện cho anh ấy, để anh ấy giữ vững lại tinh thần đấy, chứ không phải là chúng ta gạt bỏ đi. Coi như là nếu mà chúng ta gạt bỏ đi thì rõ ràng là cái chiều hướng tương lai của anh ấy thì là phải vứt đi hoàn toàn. Thưa chú, là cảm ơn mọi người ạ. Chú nói là chúng ta chuẩn bị 99% rồi, chú có thể chia sẻ là sau một quãng hành trình dài như vậy thì đội tuyển đã có sự thay đổi như nào so với chính chúng ta? Thay đổi hay không thì chính là do con người chúng ta, chứ không phải là có gì khác cả. Tại vì các bạn cũng đã từng di chuyển thế với châu Âu rồi, thì cái này cũng là như thế thôi, bình thường thôi. Tôi nghĩ phải là vận động viên ấy, chúng ta phải khắc phục nhanh tất cả những cái giờ thay đổi mỗi giờ, rồi là thời tiết vân vân, thì chúng ta mới làm tốt được. Ý bạn em không hỏi là sau thời gian đào tạo thì ông cảm nhận cái sự thay đổi tiến bộ, của đội sự thay đổi, thay đổi với chính mình. Vâng, cái thay đổi đấy thì tôi nghĩ là thế này, chắc các anh cũng đánh giá rồi, chắc anh hỏi tôi thế thôi, nhưng mà thay đổi rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy rồi, đội nữ từ khi mà được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà chăm chút, rồi là cho đi tập huấn rất là nhiều các cái nước châu Âu, rồi là các nước về tiến trong bóng đá, thì chúng tôi tiến bộ rất là nhiều. Thế các anh đã thấy là tôi không muốn nhắc lại nữa, tại vì thế này, cái trận đấu đã qua đi, để cho nó qua đi, để chúng tôi rơi xuống mặt đất thật nhanh lên, để chúng tôi chuẩn bị cho tới đây, chứ đừng nhắc lại những cái trận đấu vừa qua nữa. Tất nhiên là những cái trận đấu vừa qua chúng tôi cũng đã đánh giá, và những cái gì tốt thì chúng tôi tiếp tục duy trì, còn những cái gì chưa tốt thì chúng tôi phải khắc phục trong cái thời gian này đấy, chính vừa rồi đấy. Rồi, thế thôi. Cảm ơn. Cũng mới trở lại, cũng đã thi đấu vài trận đấu giao hữu rồi, thì em đánh giá cái của mình hồi phục được đến đâu, cái khả năng của mình ra sân như thế nào? Dạ, em hiện giờ đang tiến triển rất là tốt ạ. Đang theo kế hoạch, là bây giờ là đang rất là quá trình thì thế là rất là ổn. Bây giờ bản thân em cũng tự tin về bản thân mình. Cảm giác của Kiều như thế nào khi mà chúng ta sẽ đến với một cái thử thách mới? Cảm giác của Kiều giống như mấy lần trước mà để mình thi đấu thôi. Mình làm sao mình tập trung hết sức để thi đấu tốt nhất có thể. Bây giờ tình trạng của mình. Kiều có nghiên cứu những đối thủ chưa, là ví như là Bồ Đào Nha hay là Hà Lan? Mình cũng xem qua mấy cái trận đấu mà giao hữu Mỹ và Hà Lan và Bồ Đào Nha, mình thấy họ rất là mạnh và thể hình họ rất là cao. Bây giờ Serif đồ bắt chung rồi cũng cải thiện cho đội mình tập cơ nhiều. Còn cái bóng bổng thì sao, vì một số tờ báo cũng nói rằng là dạ, thì trước giờ mình cũng thấp và bé nữa, thì bây giờ chống bóng mỏng thì các hậu vệ bây giờ bác cũng cho tập rất là nhiều để chống làm sao hiệu quả nhất. Kiều có thấy là bóng đá nữ đang được quan tâm nhiều hơn không, và theo bạn thì việc mà tham dự những cái hoạt động quảng cáo hay là tham dự sự kiện thưởng ấy, thì bạn có lo ngại rằng ảnh hưởng đến chuyên môn của
sẽ chỉ trả lời những vấn đề liên quan đến chuyên môn cá nhân. Trước đây thì đội tuyển nữ lại ít được quan tâm, thì bây giờ thì đã mọi người quan tâm rất nhiều, thì bạn thấy cái nỗ lực của mình được đền đáp như thế nào? Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi tổng cục và liên đoàn đá Việt Nam và những người hâm mộ nữa rất là quan tâm đến tụi em. Em cũng cảm thấy là hạnh phúc và vinh dự, và trong đó là tụi em cũng phải là cố gắng hơn nữa để làm sao cái sự mà mọi người ủng hộ và cổ vũ cho tụi em xứng đáng. Thế có thể Kiều mong là mình có thể đội tuyển tham dự 1-2 kỳ World Cup nữa. Dạ, Kiều cũng sẽ cố gắng làm sao mà đi theo hết sức có thể. Cho anh hỏi một chút là rất nhiều bọn em đã có thần tượng nào cầu thủ bên phía Mỹ hay là phía Bồ Đào Nha hay phía Hà Lan hay không? Bởi vì rất nhiều những bạn là các đội tuyển khác ấy, họ đến một điểm World Cup thì không chỉ là giao lưu, không chỉ là thi đấu mà còn gặp bạn thần tượng của mình. Thì liệu rằng em có thần tượng một cầu thủ nào của ba đội kia hay không? Và liệu rằng khi gặp mình có trao áo hay là mình xin quà tặng hay không? Em thì mình chỉ xem qua thôi. Mà nữ thì thật ra em ít xem. Thật ra em bản thân em mê thể thao thôi, nhưng mà thật ra xem bóng đá thì em rất là ít. Nhưng mà em sẽ nếu mà được có thể thì em Mỹ ạ. Mà đội trưởng. Mình đã tập mà ăn mừng thế nào, anh em đã tổ chức tập ăn mừng nào chưa, để có một món ăn mừng đó nếu mà có thể ghi bàn. Dạ, nếu mà có thể ghi bàn thì nếu mà được ghi bàn á, thì chắc tụi em phải có một cái riêng của em, nhưng mà cái này bí mật thôi ạ. Khi nào mà có thể là có ghi bàn thì tụi em sẽ hành động. Chị tay vào đầu đi. Dạ. Em cảm ơn mọi người. Okay. Dạ, em cảm ơn mọi người.